Namaste. Xin chào bạn, chào mừng bạn đến với buổi chia sẻ trong video ngày hôm nay cùng với Giang và Pi ở đây. Bạn ấy rất là hiền lành và đáng yêu. Và bạn thân mến, trong buổi ngày hôm nay Giang chia sẻ với bạn những cái sai lầm phổ biến khiến cho việc luyện tập yoga của chúng ta không hiệu quả. Và nếu như bạn là người mới bắt đầu, hay bạn là người đang luyện tập video ngay tại nhà, hay luyện tập qua video hoặc luyện tập yoga, tự luyện tập, thì đây là một video dành cho bạn. Và Giang muốn chia sẻ với bạn cái sai lầm thứ nhất mà rất nhiều người đang gặp phải. Đó chính là khi mà chúng ta luyện tập, chúng ta bước vào một bài tập hoặc chúng ta mới bắt đầu luyện tập yoga, thì chúng ta chưa có sự chuẩn bị hoặc là nghiên cứu xem mình sẽ luyện tập theo cái loại hình nào. Đó, bởi vì nhiều khi có rất là nhiều loại hình yoga, có thể là các bài tập Tabata hay là các cái bài tập kéo giãn, thư giãn và mềm mại đó. Nhưng mà nó vẫn có những cái kết quả khác nhau, hoặc là các cái bài tập yoga trị liệu đó. Thì các cái dòng yoga nó khác nhau, Giang nói như vậy để các bạn dễ hiểu. Nó rất là nhiều dòng đó, và có những cái dòng ví dụ như là ABS hay là cardio đó, nó đốt cháy mỡ bụng rất là mạnh. Thế thì nếu như mà bạn là người mới thì bạn cũng nên tìm hiểu kỹ để có thể lựa chọn cho mình những cái dòng luyện tập yoga phù hợp, không khiến cho bạn tập luyện nó thoải mái và không bị chấn thương. Và cái điều mà Giang muốn chia sẻ với bạn ở đây, nó chính là cái lỗi sai thường gặp của rất nhiều người, đó chính là nhiều khi hay so sánh chính bản thân mình với những người khác và nghĩ rằng là với cái động tác đấy mình nhìn thấy họ làm được, mình cũng nghĩ mình làm được và mình đã thực hiện ngay theo cái video chẳng hạn, hoặc là mình sẽ cố thực hiện nó, những cái động tác khó, những cái tư thế khó, và có thể nó sẽ khiến cho bạn bị chấn thương, và điều đó rất là đáng tiếc và nó không có hiệu quả một chút nào. Cái điều thứ ba đó chính là khi mà luyện tập yoga, chúng ta có thể chưa để ý đến cái hơi thở và chúng ta bỏ quên mất hơi thở. Và cái sự hiện diện của hơi thở luôn luôn xuất hiện ở trong chính mỗi người, bất kể lúc nào và bất kể giây phút nào. Vậy thì đó là một cái nguồn tự thân vốn có của bất kể ai. Vậy thì trong quá trình luyện tập bơi cũng vậy thôi. Thì trước khi muốn tập bơi thì chúng ta cũng phải luyện thở để chúng ta có thể điều hòa được hơi thở khi xuống nước. Thì khi đến với yoga, cái việc cũng rất quan trọng, cái việc mà rất là nhiều người sai lầm khi mà chưa luyện thở để có thể bước được vào bài tập yoga một cách hiệu quả, cũng như là để giúp cho bạn có thể tăng cường lên được cái sức mạnh bên trong mình. Đó, thì đính chính là cái sự hiện diện của hơi thở trong bài tập yoga, cũng như là khi các bạn bước vào thế hoặc là sử dụng các asana thì bạn cũng phải vận dụng hơi thở của mình vào trong đó. Đó, và cái điều thứ tư mà Giang muốn chia sẻ với bạn ở đây, cái sai lầm thứ tư nữa, đó chính là nhiều khi chúng ta kỳ vọng ở mình quá cao. Khi mà kỳ vọng của mình ở mình quá cao ấy, mình sẽ dễ bị nản. Ví dụ như là chúng ta cần cái sự kiên trì thì chúng ta nghĩ rằng là ngày 1, ngày 2 chúng ta sẽ làm được nó. Thì không, với yoga nó cần có một cái thời gian. Nếu như bạn thấy rằng những người cùng lớp với bạn, hoặc bạn bè của bạn, hoặc những huấn luyện viên, họ đã làm được những cái điều đó một cách dễ dàng, thì không có nghĩa là họ làm được ngay khi bạn nhìn thấy, mà họ đã có cả một quá trình luyện tập đó. Và nếu như mà mình cũng so sánh với họ như thế thì nó rất là khập khiễng, nên là mình hãy gạt bỏ cái điều đấy đi và mình chỉ so sánh bản thân mình thôi. Mình hãy làm đúng với bản thân mình. Và cái điều thứ năm, cái sai lầm thứ năm mà rất nhiều người mắc phải, đó là khi mà luyện tập yoga chúng ta không có một cái lộ trình cụ thể nào cả, và chúng ta luyện tập cứ mở kênh YouTube ra chẳng hạn, hoặc chúng ta đi các phòng tập chúng ta tập để tìm kiếm những cái sự mới mẻ, thì đó nó cũng dễ gây cho bạn những cái chấn thương rất là đáng tiếc đó. Và chúng ta hãy tìm cho mình một bài tập phù hợp, một người huấn luyện viên phù hợp, để chúng ta có một cái lộ trình rõ ràng. Và điều quan trọng hơn nữa ở đây, luôn luôn phải ý thức được rằng cái bản thân của mình là điều quan trọng nhất. Mình phải tìm một cái điều phù hợp với chính bản thân mình để giúp cơ thể của mình có thể thích nghi và đem lại cái hiệu quả tốt nhất đối với chính cơ thể của mình.
Đó, và trên đây là những điều mà sai lầm rất phổ biến mà nhiều người đang gặp phải, đang chia sẻ với bạn. Mong rằng những chia sẻ này thật sự hữu ích với bạn. Và hãy nhớ nhấn vào nút like và đăng ký kênh YouTube của Tuệ Giang Yoga để bạn có thể nhận được các bài tập trong kênh YouTube của Tuệ Giang Yoga. Bởi vì trong này có rất là nhiều bài tập, và mỗi một ngày Giang sẽ gửi một cái video. Và nếu như bạn không muốn bỏ lỡ bất kể một video nào của Tuệ Giang thì hãy nhấn vào nút đăng ký và hãy nhớ chia sẻ điều này với mọi người để giúp cho họ cũng nắm được những điều tuyệt vời này. Và Giang hẹn gặp bạn ở trong các video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt.